cái câu đó anh nói gì anh kể em nghe chứ. Dạng là khoảng nằm mơ cái bà cái chị mà chị gái đó ở bên Mỹ, cậu hiện về cậu báo tin là dặn với khán giả rồi khắp cả nước đó, có cúng cái kiến hay gì có yêu mến cậu lên thắp cho cậu cây nhang là được rồi. Với lại đừng có mà mâm cao cổ đầy vậy cậu không có thích. Cậu mang nợ khán giả nhiều lắm. Chỉ thích ăn chay thôi, cúng một đơn giản một mâm chay là được rồi. Rồi bông với hình rồi tháo ra hết đi, đem về nhà hết đi, đừng có để nhiều quá. Rồi qua 100 ngày tháo gạp hết đi, đừng có để nữa. Rồi muốn ôm mình tin một lần cuối mà không ôm được. Rồi trong chuyện trong gia đình xào xáo vậy cậu không muốn về nhà, cậu chỉ muốn ở trên mộ thôi. Buồn lắm. Thì bả nằm mơ cậu giờ nói vậy đó, rồi cái bà dông cái nhập về nói thì cũng y vậy đó. Vậy là hai người kết hợp với nhau nói giống nhau luôn. Một người lên xác, nó lên dông vậy đó, là nói giống hệt là cái cô mà nằm mơ luôn. Cô nằm mơ cũng nói giống hệt vậy, mà cái cô mà lên dông đó là cổ là ai anh biết không? Ở cổ là cái gì của cái cô nằm mơ? Không biết luôn, không, mình không có hỏi. Thì cái cô mà lên dông đó là nhà ở ngoài Bà Rịa chúng ta. Cái chị kia ở bên Mỹ. Cái chị mà áo đen á, chị mà dông nhập hả? Không, cái chị cao cao á. Cái chị đứng ngoài á hả? À, cái chị nằm mơ đứng ngoài là chị ở bên Mỹ hả? Đúng rồi. Chị gái á phải không? Đúng rồi. Còn cái cô đó ở Bà Rịa, mà hai người đó có quan hệ với gì vậy? Mình không có hỏi. Không hỏi hả? Nhờ mình ghi âm lại gửi cho Bình Tinh, mà mình cũng là ha, chứ mình làm sao gặp được Bình Tinh mà gỡ. À, đúng rồi. Muốn gì thì quay clip em gỡ, thì YouTube gỡ cho mà, Bình Tinh thấy. Mà cậu không chịu quay, họ không cho quay. Không cho quay. Ví dụ như có đúng sự thật làm việc qua văn minh chính đại đi. Thì quay gỡ cho chị Bình Tinh chắc chắn sẽ thấy, chứ bây giờ chị Bình Tinh làm sao mà thấy được, đúng không? Bình Tinh hay Hồng Loan hay bất cứ người nhà nào trong người thân cũng phải làm sao gặp được người ta. Có duyên lắm thì giống như xuống đây thì gặp thôi, chứ còn không có duyên thì cũng đâu có gặp được, đúng không? Đi bên đó, đi bên đó. Mà mình được không nói gì hết, mình chỉ làm vậy thôi nha, không ai nói gì luôn. Ê, được chưa? Kêu tụi nó nữa không? Rồi, mấy chú qua duyên đến đây nè. Mấy chú qua duyên tới nè cả nhà. Dạ, con chào chú. Chào chú. Dạ. Ô, chú vui. Chú hai. Chú đến đây để thăm mộ của năm. Đó, quá quý luôn cả nhà ơi. Đó. Đó. Đây, cả nhà chú đến để xem mộ của cô Năm. Ở ngoài kia cũng có chú nữa kìa. Dạ, chào chú. Chú đến xem mộ của Năm cả nhà. Chụp tấm kỷ niệm ấy. Chụp tấm kỷ niệm. Chú làm trên văn phòng hả chú? Quá quý luôn cả nhà ơi. Cậu Năm thì được các ship các lãnh đạo ở trên công ty xuống viếng liên tục luôn, xuống kiểm tra. Chú đến chụp hình và tham quan thì xíu rồi chú đi rồi cô chú anh chị. À, chị gái đây sáng giờ chị đến đây, chị cậu Năm cho chị một cái ước nguyện, chị thấy mừng quá, chị ở đây chị lao mộ hoài sáng giờ luôn. Thằng ruộng của tôi đó. Dạ. Dạ. Thành tầm bao nhiêu năm rồi chị? Ở quê luôn của chị. Ba mấy năm rồi chị? Hả? Quý quá. Đây. Thấp ghê lắm. Đợi xíu. Wow, chú đi chiếc siêu xe. Xe đẹp quá, đẹp rồi. Siêu xe. Xe cổ quá. Xuống con. Chiếc xe này hôm bữa chủ tịch đi. Người ta
mong các anh mong các anh có đôi lời chia sẻ cho quý khán giả biết được. Bây giờ nó cung kính rồi. Chị nói vậy thì mấy ảnh nói sao chị? Thì mấy ổng làm hình à, mà tao nói này tao hương chú Du Linh tao vô tao cúng thôi chứ có ai phong quỷ phá gì đâu. Thì để cái đạp đây cho mát mẻ cho bà con tao vô người ta cúng kiến rồi. Mà nói mấy ông đó thì cũng thầm thinh không thấy cừ cừ không không nói gì ai biết. Thì nó hội ý đó. Chắc là để chứ giờ dở ra cũng có làm gì đâu. Thấy như chị, ví dụ như có nên để rạp đây cho bà con lại cúng kiến gì không chị? Mình nên để rạp đây cho mát mẻ rồi á, tại đây ai cũng hương chú á, tại vô tôi cúng kiến đâu chứ cũng có ai vô quỷ phá gì đâu, thấy không? Chị có gửi lời gì đến ban quản lý Hoa Viên đây không chị? Thì nãy cũng có gặp ban quản lý rồi á, nói thôi để đi, để rạp đi cho bà con tại vô tôi cúng kiến, tại hương, tại vô tôi cúng kiến thôi chứ đâu có ai làm gì. Giống như chị là ở nhà chị tại ngay ba bắc luôn á, đây lên đây cũng chắc hơn 20 cây á. Thì bữa nay rảnh thì dắt mấy đứa nhỏ lên thăm mộ chú Du Linh nè. Đó, con nên cũng nói là thôi để rạp đi chứ được cũng bận dở phải không? Dạ. Để cho nó mát mẻ cho nó mát bà con đến kiến hả chị? Lên sợ của chị thổ chơi đó. Dạ. Ôi chào anh em. Rồi, cảm ơn kiến. Được rồi thì ban quản lý hoa viên tới thì cũng như là coi xem xét cho cả nhà. Rồi chắc có lẽ là coi xem xét coi có nên để rạp hay không. Đó, thì trong cái video này á, thì nó có hai tình tiết. Thứ nhất là cái cô mấy cái cô mà ở Vũng Tàu tới á, là cổ có làm những cái chuyện mờ ám không cho quay cả nhà, nhưng mà chỉ nói và truyền tải là cho một cái anh đó thôi đó. Nhưng mà còn cái vấn đề thứ hai á, là đây cả nhà đó, cả nhà thấy không, đem ghế ra đây nè, ngồi đây nè đó. Đây. Đây. Mình quay cảnh mà. Bây giờ là mình đi mình đây. Kệ cái gió mà. Đi. Là mình đi coi làm chuyện gì mà ám đúng không? Đó cả nhà. Đó. Đó, bây giờ mấy anh đi ra cổ đi hết rồi cả nhà. Thôi thì cô chú anh chị xem video và nhận xét nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.